Ok, thì trong video ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn tạo một cái view template nha. Thì cái view template này sau này các bạn chỉ cần add nó vào, nó tự động nó sẽ giúp cho các bạn là coi như sắp xếp cái thư mục luôn, từ setup từ A tới Z luôn. Các bạn chỉ cần một nút đó là nó sẽ tự chuyển về nha. Ví dụ mình đây mình lấy cái view này điển hình này. Thì cái view này bây giờ mình đã đưa trong bản vẽ rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ click vào trong nó. Đây mình cứ click vào trong nó và mình chọn nó để mình coi thử cái thư mục nó đang nằm ở đâu. Thì đây nó đang nằm đó là discipline, là đang ở Plumbing nha. Plumbing là đây, Plumbing là cấp thoát nước ở đây, được chưa? Tiếp tục cái cây thư mục thứ hai á, nhánh thứ hai đó là sub discipline, là nó nằm ở mặt bằng cấp thoát nước này. Là đây là mặt bằng cấp thoát nước này, đâu rồi? Plumbing nó có mặt bằng cấp thoát nước đây này. Thì trong cái thư mục này nó sẽ chứa rất là nhiều cái thể loại trong này nha. Thì bây giờ cái này là nó là mặt cắt nó, mình muốn nó sẽ vào trong mặt cắt của cái thằng nào. Tất nhiên là nó sẽ vào trong mặt cắt của phần cấp nước nha, mặt bằng cấp nước này nó sẽ vào trong đây này. Thì mình chỉnh nó là system này, là mình sẽ đưa nó về mặt bằng cấp nước, là tự động nó sẽ nhảy vào trong cái mặt bằng cấp nước này và nó phân ra là nó là thuộc cái loại đó là section nha, section đây nè các bạn, được chưa? Rồi sau khi mà sắp xếp xong cái thư mục và sắp xếp chỉnh sửa độ ẩn hết rồi á, thì bây giờ mình sẽ tạo view template cho nó. Mình sẽ tạo nó bằng cách là mình sẽ vào view, rồi view template ở đây, chọn xuống đây và chọn cái mục thứ hai đó là create template from current view ở đây nha. Đó, và mình đặt tên đó là template for cgroup nha. Có nghĩa là cái template này nó sẽ áp dụng cho là cgroup session đó, được chưa? Rồi nhấn ok, đây nó hiện ở đây, nó nằm ở mục đó là elevation session đi theo view vân vân này, nhớ cái tên này nha. Ok, rồi sau khi mà xong á, bắt đầu mình tới cái mặt cắt này nè. Mặt cắt này bây giờ mình click đúp vào đây. Thì cái mặt cắt này các bạn để ý là nó đang nằm ở đâu, nó cũng sử dụng một cái view template. Bây giờ mình không chọn view template này nữa, mình chọn none này để cho nó trở về ban đầu. Và bây giờ mình muốn xếp nó vào trong cái thư mục này luôn mà không cần phải điều chỉnh ở bên cái mục này đó, không cần phải chỉnh đồ rồi discipline hay là subdiscipline gì nữa, mà bây giờ mình chỉ cần áp cái view template vừa tạo nãy là nó tự động nó nhảy vào trong cái phần section này luôn nha. Bởi vì đây nó cũng là một cái mặt cắt nè các bạn. Thì bây giờ cái mặt cắt này là mặt cắt 16, section 16 này. Bây giờ mình sẽ đưa nó vào đây bằng cách là mình chọn nó, rồi mình kéo xuống và mình chọn đó là view template, là mình chọn chỗ none này nè và mình đưa nó vào cái template là for cgroup session, nhấn ok một cái là tự động nó nhảy, không nó tự động nó có cái section 16 luôn này. Ok chưa? Rồi đơn giản đúng không? Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách để các bạn áp view template và chỉnh view template rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Bye bye.